Cái nước chấm nước vương nào? Cái hoa hồng ai nói? Cái nước. Cái nước đêm trăng. Rồi mấy chị đây, không có tặng mấy chị. Tặng tặng chung, tặng chung, tặng chung. Không có nói được. Không có nói được. Không có nói được. Thôi em đứng lại ngủ. Thôi vô có đi chứ đi. Chắc đi vô. Đổ sẵn ra đi. Đi. Chề thôi đó. Đây có kiện thằng không? Đây trang có kiện thằng không? La thăng á, la thăng á. Sương thu lạnh bao trầm khắp nẻo trăng đêm nay dịu nhiều cả không gian. Tôi với em đi gánh nước cánh đồng làng bụi cỏ dài mơ màng trong đêm. Nước chiếm trong giữa đồi cát mảnh lắm nguyệt mờ sôi đôi bóng dao kèm. Giữa đêm khuya tôi với em quay ra về. Giữa không trung tiếng sáo chiều vang nhạc như tiếng hẹn hò của đôi mặt tình. Em chúc tôi xa ai đưa bước bao đi giữa đường mòn đôi ta nhận đôi nhau. Khi đến ngã ba đường là chỗ chưa tay trở về nè.
gì phải cả một câu. Câu đi. Đó chưa thâu tiền, tiền tiền bài hát của Hoàng Đức nó chưa đi. Rồi, kiểu anh ca câu đi. Hai câu đi, hai câu đi. Cho ba nghe bài đó. Bài qua đây. Dạ. Anh đi với em luôn. Hai đi. Trời ơi bữa đó. À, anh xấu hả? Trời tôi giờ bỏ cũng hay. Dạ. Dạ. Đại ca, đại ca là hay quá. Ừ. Bữa nào lên Trung Châu bữa nữa nhỉ? Dạ. Anh có cần mấy mấy câu rồi giờ tỉnh rồi phải không? Dạ. Nãy giờ nó mấy câu. Mấy câu tỉnh rồi. Hên xui. Giờ này là giờ này mà em lên tiếng cái là anh biết là em ai đủ ca. Đó. Mỹ, Mỹ ca đi cưng. Chị Mai là chị ca là giống mình xử giảm thôi. Chị Mai là không có về ban đêm, không có về ban ngày mới chết. Hả chị Mai? Hả? Chị Mai là Chi Bảo Hồ Quản. Có mày vừa mày cái không có đứa nào múa bằng tao đâu. Bảo không Chi Bảo mùi. Ca thì ca mùi rồi, cái đó không nói rồi. Chị Phương. Ông anh chị Mai. Chị ca đứt đoạn cái gì hoàng hậu không đầu đi. Trời ơi. Phụ chết liền á. Phụ chết liền. Trời ơi, biết cái tuổi đó làm sao mà tuổi nổi. Lâu lắm hả chị hả? Lâu lắm rồi. Hả nhà anh mê cái đó. Tụi em chứ. Trời, nó làm như vậy dễ chị. Tao ở đây với tao chết. Cha với chị Mai. Càng lớn hồn. Bây giờ
bài thứ hai là cái gì là xong hàng đó. Mỹ ca kìa Mỹ. Ôi, Trần Nhật Thông mà hát thì cả thế giới này xong đó. Trần Nhật Thông chỉ hát. Trần Nhật Thông mà hát rồi hơn cái dân bộ. Trong lúc chờ đợi lên các cái nhỏ này nó nang đó, nhỏ này nó lên đô dễ sợ luôn nha. Hai ba bữa nay người ta dở. Ê, lên đô dữ vậy rồi. Rồi. Ừ. Nghe chưa, thấy chồng tôi chưa? Tôi ca cái ông nhắc tôi là tôi đuổi. Nghe chưa? Chị ca không? Chị ba không? Tao ca mày bớt thăng nha. Ừ, em cho chị, em cho chị Phật Tư luôn, chị khỏe luôn. Mày biết ý rồi phải không? Mày biết ý rồi phải không? Tư rưỡi phải không? Ăn quá không chơi đó. Trời ơi, ca cho ăn thì chắc hết luôn. Vậy chậm nha. Nhớ kỹ là mấy đứa trẻ thì nó phân nó nhanh, còn mình già cả rồi mình phải chậm rãi chút. Mình ra chưa? Ủa ai ke vậy? Không ra đi, mất cái đầu tiên nha. Chưa nghe. Để uống miếng là hơi về, buổi trưa là hơi không về nó chết. Bốn năm sáu hả con? Bước dưới thân chàng đã dùi trống khuấy lửa. Thiết phải là mẹ cánh hoa xuân em chán ông chim ba ơi đừng đợi đừng trong một cành hoa trong gió bởi ta sẽ ra đi mãi mãi không. Thank you.
Hỡi sông hương lý nhân gian, ta đâu tha thiết đi sông cổ nhiên. Cùng đến chẳng quỷ bảo tổ lý gian, rồi thì hồ xa dân du. Trước khi mà vào cái nghề này em chỉ yêu cầu làm sao mình cái tánh
Rồi đủ rồi em, để nó ngang Mỹ hát. Không, em phải cho tại nó đi chung với cái đó mà. Anh ngang Mỹ hát. Như đó thôi. Rồi, để xin Mỹ hát cho. Rồi đó. Thành thử ra có Mỹ và không thì nhất định là phải hát thôi. Bây giờ chị nói chị em á, chị già rồi, chị vẫn còn học mà. Không cho chị nói ở đây, không cho chị nói nữa rồi. Không. Dạ rồi vẫn còn học. Trời ơi mở lên mà thấy tụi nó muốn. Bây giờ em mới biết được là quyền lực của đàn ông ở nào mà. Bắc Kinh. Không có nhân quyền đâu. Nó múa, không nghĩ gì hết trơn. Tỏ đáng thôi. Bất kể bất cười. Đi con này. Con mình đi. Thiếu gì quá hả? Đến xem một mấy hai năm. Cái đồng nghề cái em bán nhạc mà của chị đó trong vòng trong vòng thì bị chị biết không? Mấy năm nhỏ. Năm sau là thiếu. Đó là người mua xa là. Khi mà đi. Nhưng mà chị thấy không, em tì lắm. Hai ca mùi mình theo mùi nó tì theo. Tao ca mà mày phăng nữa tao chết. Tì. Mày giờ em để đây một chút xíu nè, mỏi tay quá. Thôi cầm bộ chắc ăn thôi. Ăn đi quay. Ăn cái gì ăn đi. Cầm máy nãy vừa quay luôn vậy. Tiền ở đi là nhu cái màu sau nhiều đổi chẳng nhớ thấy đâu. Thế nhân lừa lọc đời mát kết cục chung quy. Tình bạc ơi nhờ mi mà ta được phú quý vinh qua rồi sanh ra lại nghĩa. Cúc gì mi mà người xa đó câu xé nhau bằng hai chữ kim ba. Cảm ơn. Tốt nhục hầu đi vô cái đi, để có cái đợi đi với ca, vô rồi.
Trời ơi, anh Minh Hùng kia. Minh Hùng kia. Minh Hùng. Minh Hùng. Minh Hùng em. Minh Hùng kia. Hát sao cũng Mỹ. Mới hát sao cũng Mỹ hát trước mà. Nam xong rồi tới nữ, nữ chắc. Đó, lấy đi bớt. Xong ca đi, xong ca đi. Xong ca đi hay hơn. Có trai có gái đi sao không? Cái hồi mà quay cái phim Mặt Trời Mặt Trăng á. Cái lúc đó cái Tuấn Đường cái vợ Lâm Đường Vũ á. Mình cho nó mình mời nó đóng cái vợ Lâm Đường Vũ lúc mà do mình cũng bị chém chết á. Mí lúc quay nó xong về xe chiếu lại cho Lâm Đường Vũ coi cái Đường Vũ mà chửi mình. Rủ rủ. Nó rủ mấy tao chờ 40 năm mới em quay anh luôn. Quay anh luôn. Quá đã luôn. Mỹ Hùng Hùng nát thank you.
Bấm ngay nút đỏ tắt luôn.